Chiều nay khi vừa đến Buôn Ma Thuột tỉnh Đắk Lắk thì Phúc quyết định đi ăn ngay cái món nổi tiếng ở vùng đất này mà Phúc cực kỳ thích, mỗi lần ghé đây đều ăn bánh ướt thịt nướng ở 45 Trần Nhật Duật, thành phố Buôn Ma Thuột. Bánh ướt cuốn với là thịt nướng xoài dưa chua rồi chấm với mắm nêm hoặc là nước mắm chua ngọt. Hello các bạn, lại là Phúc đây. Trong cái chuyến đi lần này, Phúc quyết định đổi gió ở Buôn Ma Thuột và các tỉnh duyên hải Nam miền Trung. Đến quán thì có một cái khu chuyên tráng bánh mà dường như các bạn nhân viên phải tráng bánh liên tục luôn. Mình đi 4 người mà các bạn chỉ mang ra 3 dĩa thịt nướng, mỗi dĩa 25.000 và một chồng dĩa bánh ướt cứ thêm liên tục. Bánh ướt thì mỗi dĩa cuốn được một cuốn xoài và cải chua thì mỗi dĩa chỉ có 1.000 thôi, được rắc tôm chà hành phi rồi cuốn với lại thịt nướng xoài chua cải chua chấm với lại nước mắm chua ngọt, thêm một chút ớt hoặc là nước mắm nêm cũng được. Phú thích ăn nước mắm chua ngọt cho nên các bạn đừng có vào bảo ăn nước chấm nào mới đúng nha, vì quán chuẩn bị cả hai cho nên mình thích loại nào thì mình ăn loại đó. Món này Phú khá là thích vì quán không có đem ra khá nhiều nhưng mà đảm bảo không có chờ đợi nha. Mỗi người thì ăn chừng 10 dĩa bánh ướt. Đây là một trong những cái quán ngon mà được mở bán luôn nhiều quận ở Sài Gòn cho nên các bạn nhớ note lại nha.